Tập 1. Bộ phim này dành tặng cho 3 triệu người đã chiến đấu quên mình cho sự ra đời của Trung Quốc, chiến sĩ giải phóng. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, cuộc kháng chiến chống Nhật ròng rã 8 năm kết thúc thắng lợi, vì hòa bình toàn quốc. Ngày 23 tháng 8, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định Mao Trạch Đông đến Trùng Khánh đàm phán cầu hòa với Tưởng Giới Thạch, trong khi Đảng Quốc dân ráo riết điều quân đánh chiếm lãnh thổ. Lỗ Nam, Bình Dương. Dám bắn ông đây hả? Căn tử. Đại ca, tôi ở đây. Đại ca. Ca tử. Anh, không sao, còn sống là được. Tiểu Đinh Tử, Tiểu Đinh Tử, có thấy Tiểu Đinh Tử không? Không thấy. Tiểu Đinh Tử. Tiểu Đinh Tử, Tiểu Đinh Tử, anh chạy tới đây làm gì? Mệt quá nên ngủ chút. Nói bao nhiêu lần rồi, đánh trận phải ở sau lưng anh. Em chạy lung tung vậy hả? Làm loạn, làm anh lo muốn chết. Anh, em sợ anh đói nên tìm cho anh củ khoai nè. Anh không đói, em ăn đi, em ăn đi, anh ăn đi. Xông lên. Liên đội 3 chuẩn bị tấn công. Liên đội 3 chuẩn bị tấn công. Liên đội 3 chuẩn bị tấn công. Xung phong kiểm tra vũ khí. Bá Tử, quân Đảng Quốc dân lợi hại thật. Đó là lữ đoàn 45 của Liêu Cao Hiên, còn gọi là Báo Lữ. Liều mạng đánh trận lắm. Có điều vẫn chẳng là gì trong mắt tôi. Không hổ danh là ác chủ bài của Tưởng Giới Thạch. Ác chủ bài? Đánh trận nửa tháng rồi mới chiếm được thành Bình Dương nhỏ xíu. Hôm nay tôi phải phản công, cho chúng biết ai là ma, ai là Diêm Dương. Xông lên các đồng chí. Nhớ đó, đi sau anh. Em biết rồi. Xông lên. Xông lên.
xông lên. Lữ đoàn trưởng, cửa Tây Thành Bình Dương nguy cấp, thương vong cũng lớn rồi. Còn cửa Nam vẫn đang cố nhưng cũng... Đoàn 113 sao còn chưa tới? Họ bị quân Cộng sản bao vây ở phía đông núi Tiểu Dân rồi. Đoàn 112 dừng chi viện, lập tức qua phía đông tiếp ứng Sở Mộ Dân, đánh thế gọng kìm quân Cộng sản. Vậy còn thành Bình Dương, lữ đoàn trưởng, quân vẫn đang ở đó trấn giữ. Đó là lữ đoàn 45 tinh nhuệ của chúng ta, đặc công hồi đó hầu hết đều ở trong đội này. Lữ đoàn 45 Đảng Dân Quốc cũng là anh hùng trên mặt trận Myanmar, tận tâm vì đảng, mỗi lúc hy sinh là vinh quang. Nhưng họ là những gì chúng ta có, đều là những quân lính hồi mặt trận Myanmar. Anh xem, Du Thành Sơn, Đại Bu, Ta Láo Què, họ đều ở bên đó. Lữ đoàn trưởng, để tôi đi cứu họ đi. Thượng Thi Lợi đi, đối họ kiên trì thêm 2 tiếng nữa, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta thôi. Rõ. Này, cậu cũng phải sống trở về đó Trịnh Xẻo. Xông lên. Anh đánh trận kiểu gì vậy? Càng lúc càng đông. Ca tử, nói nghe. Em bớt nói nhảm đi. Người còn thì đất còn. Anh, em tới đây. Anh, tìm em hả? Căn tử, đối khu chốc đầu. Bất luận ra sao cũng phải chi viện cho anh một đội đi. Em biết rồi, ca tử không sao chứ? Không sao chứ, không sao. Không sao thì bắn tiếp đi. Doanh trưởng nói sao? Doanh trưởng chết rồi. Chết rồi. Doanh trưởng lệnh cho anh tiếp tục chiến đấu, thành công hoặc hy sinh. Hồ đồ. Thành ma mới đúng. Trừng mắt xông vào nguy hiểm. Trưởng khu Hương Giang tôi là thằng ngốc phải không? Xông lên. Nằm xuống. Đinh Tử, qua đây. Nào, anh Sim, như vậy mới an toàn. Chắc chắn là lính cấp cao. Xông lên. Tiểu Đinh Tử, nhớ phải đi sau lưng anh đó. Yên tâm đi anh. Xông lên. Xông lên.
Tiểu Đinh Tử. Anh Ca Tử, em vui gì đó? Đối anh ghê. Lúc nãy em bắn chết một tên mũ cối, chắc chắn là lính cấp cao. Không sao chứ? Không sao. Không sao thì đứng dậy bắn tiếp cho anh. Xong trận anh cho em lên làm đội trưởng. Y tá, y tá, y tá. Tiểu Đinh Tử, không sao. Không sao đâu. Không sao. Chỉ bị thương ngoài da thôi. Tiểu Đinh Tử, cố lên. Tiểu Đinh Tử. Báo cáo Lữ đoàn trưởng, Chu Tiêu Hán dẫn đoàn 112 giao chiến với quân Cộng sản, bao vây đoàn 113 của Sở Mộ Dân rồi. Lỗ Nam, núi Tiểu Dân. Gọi một thiết sang đi. Lữ đoàn trưởng, doanh trưởng Mục hy sinh rồi. Đội canh gác đâu? Đã mất liên lạc rồi. Giờ chỉ còn lại liên đội chính của khu Hưng Giang ở thành Bình Dương thôi. Lệnh cho khu Hưng Giang kiên trì một tiếng nữa. Dù có chuyện gì, đội chi viện sắp tới rồi. Đại đội trưởng khu, đại đội trưởng khu. Lưu Đại Lại, anh định đầu hàng hả? Báo cáo đại đội trưởng, bắt lượng quân lại xông lên rồi. Các anh em, nếu bọn giật đã đầu hàng chúng ta rồi, theo lý mà nói thì cấp trên phải thưởng tiền thưởng sắc cho chúng ta. Nhưng tên họ Lưu đó lại bắt chúng ta đánh bắt lộ quân, bắt người Trung bắn lẫn nhau. Hôm nay mọi người đều chết cả rồi. Tục ngữ nói rất hay, người thì sống, cây thì chết. Chúng ta làm lính đánh trận vì cái gì? Không phải để có tiền sống tiếp sao? Đúng, có tiền sống tiếp. Đúng, có tiền sống tiếp. Các anh em, theo ai cũng phải làm. Tôi từng theo Hàng Phúc Cũ, Tôn Điện Anh, làm hết rồi. Ai mạnh hơn thì theo. Đầu hàng bắt lộ quân, đầu hàng bắt lộ quân, cùng tôi đi. Bá Tử, địch ở cửa Nam đã phất cờ trắng rồi, nhưng địch ở chính diện cửa Tây còn công kích mạnh lắm. Báo cáo đoàn trưởng, bộ sư đoàn gửi điện báo,
đoàn 112 và 113 của địch đã tấn công thế gọng kìm quân đội ta. Bộ sư đoàn lệnh chúng ta phải bắn hạ Dương Bình trong vòng một tiếng, rồi phản công các lực lượng đang ngăn chặn chúng ta. Hôm nay tôi gặp được đối thủ rồi. Bá tử, trận này không thể đánh đâu. Chúng ta sẽ bị địch bao vây ngược lại bất cứ lúc nào. Mơ đi. Nối chúng đợi tiếp kiếp sau đi. Phương Tấn Vũ, có. Lấy khẩu pháo đuối 92 hồi đó quỷ diệt bọn giật cho tôi, ném thẳng phía trước. Dùng cái này kiểu gì? Không biết. Cậu biết dùng không? Không biết. Tránh ra, để tôi. Đạn sắp hết rồi. Đạn đây, đạn đây, đạn hết rồi. Qua đây, qua đây. Đây đây, mau lên. Mau lên đi. Bỏ cho chuẩn vào. Bỏ vào đi. Không được hả? Phía sau còn một chỗ đó. Thử xem nào. Chỗ này hả? Trụ tử mau lên. Có hiểu không đó? Không hiểu thì tránh ra. Rốt cuộc dùng kiểu gì đây? Đại đội trưởng Mạnh, đoàn trưởng nói nửa tiếng nữa không nắm được thế trận thì anh đừng sống nữa. Trụ tử, mau lên. Sao nó không nổ chứ? Có được không đó? Được rồi. Bắt trúng rồi, bắt trúng rồi. Cậu khá lắm đó. Bắn. Anh, quân cứu viện của Tàu căng sao chưa quay lại? Đại ca, từng người này trụ không nổi đâu. Ông đây đánh bọn giật ở Myanmar năm đó còn không cực như vậy. Đại ca, không phải đại bưu sợ chết, nhưng bắt lộ quân mà xông lên lần nữa thì chết chắc. Không trụ nổi trận đó đâu. Rút. Rút. Đi mau. Đại ca, đại ca, sao vậy? Đám tạ lão què bị bao vây rồi. Tạ lão què. Không trụ nổi trận đó đâu. Rút. Tạ lão què. Tạ lão què. Lão Quê, tôi mất chân rồi. Lão Quê, cậu phải gắn lên. Tôi tìm chân cho cậu. Ra đi, ra đi. Chân đâu, chân đâu? Đi mau đi. Đừng chết ở đây. Đi mau. Hôm nay dù có ra sao tôi cũng cõng cậu ra. Chúng ta đánh bộn giật ở Myanmar, còn sống sót trở về được. Tôi không thể để cậu ở đây. Cậu gắn gượng đi. Đi thì cùng đi. Gắn lên đó. Nghe tôi nói, chúng ta là anh em. Bắn cho tôi một phát đi. Không được. Tôi không để cậu chết. Sống sót quay về hỏi lữ đoàn trưởng báo tử giúp tôi. Có phải anh ta nói chúng ta đánh xong trận Myanmar, đánh hết bọn giật thì được về quê lấy vợ không? Sao lại còn ở đây đánh trận? Về nhà đi, lấy vợ sống yên ổn. Về nhà lấy vợ. Về nhà lấy vợ. Về nhà lấy vợ.
về nhà lấy vợ. Đại ca, đại ca, Căn Tử, đại ca, đại ca, đại ca, Căn Tử, không sao chứ? Cố gắng lên. Khu, khu chốc đầu, đầu, đầu hàng rồi. Căn Tử, hết đạn rồi. Anh, hết đạn rồi. Khu chốc đầu, khu chốc đầu. Căn Tử, Tàu Căng, anh vẫn còn thở, vẫn chưa chết. Hai đứa, hai đứa nghe anh, bây giờ hai đứa mau dẫn theo Căn Tử đầu hàng đi. Nó bị thương nặng quá. Bác Lục Quân đối đãi tốt với tù binh, có khi nó được cứu kịp đó. Nghe anh đi, nghe anh, đừng cứng đầu nữa, chăm sóc cho nó. Còn anh, giờ anh ra mặc quần áo của bác Lộ, tìm người cứu hộ cho mấy đứa. Đại ca, chăm sóc cho Căn Tử. Dạ. Đại ca, sao rồi? Báo cáo Lữ đoàn trưởng, thành Bình Dương thất thủ rồi. Quân trấn thủ đột phá vòng dây rồi. Liên đội chính thì sao? Khốn kiếp, Khu Hưng Văn dẫn liên đội chính đi đầu hàng rồi. Khốn nạn. Đáng ra lúc đầu tôi không nên giữ hắn lại. Thời khắc quan trọng thì trở mặt với tôi. Lữ đoàn trưởng, quân cộng sản bị đoàn 112 và 113 tấn công thế gọng kìm, đã rút khỏi vòng chiến, hiện đang tập kết lại. Anh xem, không dùng thế gọng kìm được rồi. Chúng ta bị quân cộng sản chặn rồi. Lệnh cho đoàn 112 và 113 lập tức rút khỏi chiến trường theo hướng Tây. Rõ. Cậu điều tra cho tôi Du Thành Sơn rút cuộc chết hay chưa. Cho tôi một tin chính xác đi. Rõ. Anh em từ trận BN3 quay lại không còn nhiều rồi. Lúc đầu tôi hứa với mọi người đánh bọn Nhật xong sẽ sắp xếp cho mọi người về quê lấy vợ sống những ngày tháng yên ổn. Nhưng chưa sống được mấy ngày yên ổn, tôi đã lôi mọi người lên chiến trường lại. Nằm yên, nằm yên. Cứu giới, cứu giới. Cô ấy sắp chết rồi. Cứu cô ấy giới. Ai hả? Là ai dám tạt nước vào mặt tôi? Người anh em, tạt nước vào mặt tôi làm gì? Tôi tạt đó thì làm sao? Tạt nước làm gì? Ai trói tôi lại vậy hả? Quần áo tôi đâu? Cậu, cậu trai trẻ, cậu mau cởi trói cho tôi đi. Cởi trói. Vậy anh là ai?
tôi là đội bát lộ. Anh nhìn không ra hả? Anh cũng đội bát lộ. Cậu thuộc bộ phận nào mà dám trói tôi? Cởi ra. Tôi sĩ quan đoàn bộ đoàn 36 bát lộ quân Phương Tấn Ngũ. Sĩ quan Phương hả? Hiện gì tôi thấy mặt cậu quen quen. Sĩ quan Phương, chúng ta chắc chắn từng gặp nhau rồi. Tôi biết cậu. Sĩ quan Phương đúng không? Anh ta biết tôi kìa. Vậy sao tôi chưa từng gặp anh? Vậy anh đóng quân ở đâu? Tôi ở doanh trại 3. Doanh trại 3, liên đội 3. Doanh trại 3. Doanh trại 3 ở đâu ha? Núi Tiểu Dân đó. Núi Tiểu Dân. Ở đó đang đánh thế gọng kìm. Vậy anh bị đại bác dội ngược về đây hả? Doanh trại 3. Vậy đại đội trưởng các anh tên gì? Đại đội trưởng bọn tôi họ Trương. Đừng bịp nữa. Đồ quốc dân đảng phản quốc. Tôi hỏi anh, đây là thứ gì? Quân chương của tôi. Sao quân chương của ông đây lại rơi vào tay mấy người? Lấy cắp có phải không? Làm gì hả? Trả lại đi, trả lại đi. Tránh ra. Quân chương. Nói. Phải anh bắn chết em trai tôi không? Nói. Ông đây giết nhiều lắm. Sao mà biết được ai là em trai đã chết của anh? Tôi bắn chết anh. Bắn đi. Dối thì bắn đi. Ông đây giết vô số bọn dược rồi, chẳng lẽ sợ tên bắt lộ anh hả? Bắn đi đồ hèn. Hôm nay anh không bắn tôi thì anh không phải người. Trụ tử, anh điên hả? Khốn kiếp. Cản anh ấy lại. Tôi giết chết anh. Ai nổ súng đó? Tôi giết chết anh. Có chuyện gì? Tôi giết chết anh. Tôi phải đâm chết anh. Tôi phải giết hắn. Vô kỷ luật quá vậy. Lấy con dao xuống. Có chuyện gì? Báo cáo đoàn trưởng. Hắn là tù binh. Tù binh? Tù binh thì sao? Sao tù binh lại như vậy? Hắn mặc đồ của chúng ta. Mặc đồ của chúng ta thì sao lại là tù binh được? Quần áo thì giống, nhưng giày khác. Đoàn trưởng, tìm được cái này trên người hắn. Huân chương sao? Của cậu hả? Đó là huân chương của ông đây. Trả đi. Trả huân chương của ông đây. Miệng cũng dữ đó. Muốn thách thức hả? Chắc chắn không phải của hắn. Cô khỉ khô. Huân chương này là lúc ông đây một mình xử một tiểu đội bọn giật ở Myanmar có được. Nữ đoàn trưởng báo tử thưởng cho tôi. Còn dám chửi người hả? Ông chửi cậu thì sao? Có ngon thì qua đây. Qua đây ông cắn chết cậu. Xem ra cậu thuộc lữ đoàn 45 Liêu Cao Hiên. Lữ đoàn 45 thuộc quân đội quốc gia. Liên đội 1 đội cảnh vệ Du Thành Sơn. Được. Nghe khẩu khí thì chắc là lính giỏi. Ông đây không những là lính giỏi mà còn là anh hùng chiến đấu. Đoàn trưởng anh xem, làm tù binh còn gan tàn. Đi, lấy quần áo cho cậu ta. Gì vậy đoàn trưởng?
Đoàn trưởng, cho hắn quần áo hả? Cậu dám đòi bắn chết tù binh thì cũng to gan đó. Đoàn trưởng, tôi cảm giác em trai tôi bị hắn giết. Đinh trụ, giờ tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, phải đưa cậu ta đến trại tù binh an toàn. Gì? Tôi? Đúng. Dám làm trái thì coi chừng tôi xử lý cậu đó. Trả quân chương cho tôi. Trả quân chương cho tôi. Lữ đoàn trưởng, sao rồi? Có tin gì chưa? Tôi tìm được một thương binh chạy thoát từ mặt trận phía Tây. Lúc quân cộng đánh tới, cậu ấy trốn dưới bụi lau sậy bên kia sông không bị phát hiện. Theo lời cậu ấy thì quốc quân không được mấy người còn sống, hình như đều bị bắt rồi. Có Du Thành Sơn. Du Thành Sơn còn sống hả? Có phải cậu ta bị thương nên bị bắt làm tù binh không? Chắc là vậy. Vì tình nghĩa anh em, anh ấy sẽ không sống sót mà làm tù binh đâu. À, tên thương binh kia có nói hình như anh ấy bị lôi đi. Cậu lập tức dẫn quân xâm nhập nội bộ quân cộng sản tìm Du Thành Sơn, rồi nghĩ cách cứu cậu ta ra. Rõ. Đi nhanh coi, lê ma lê bê. Ông đây đi bộ vậy đó? Muốn nhanh thì đua với thỏ đi. Tù binh thúi, đừng hòng làm loạn. Cậu nói gì? Tôi nói anh là tù binh thúi. Đúng. Ông đây là tù binh thúi. Hôm nay ông đây muốn gây sự với tên khốn anh đó thì sao? Anh làm gì tôi? Thì tôi bắn chết anh. Đừng có lấy cây sắt này ra hù dọa tôi nữa. Tôi nói cho anh biết, anh có phải đàn ông không? Là đàn ông thì dứt súng đi đấu tay đôi. Tôi dứt súng đi rồi anh chạy thì tôi tìm ai? Đỗ Hiền. Tôi biết ngay anh là tên Hiền. Sao nào? Anh muốn biết em trai của anh bị ai giết phải không? Anh đấu với tôi đi, tôi nói cho anh nghe. Anh nói đó. Ừ, tôi nói. Anh nhớ đó. Anh biết em trai tôi bị ai giết hả? Được. Ông đây đánh nhau với anh. Lo mà nói đó. Yeah.
Đánh nữa không? Nè, là đàn ông, nói lời phải giữ lời. Em trai tôi bị ai giết vậy? Trên chiến trường nhiều người như vậy, đạn thì như mưa, sao ông đây biết đứa nào là em trai anh? Hôm đó em trai tôi đội một cái mũ cối. Em vui gì đó? Nói anh nghe, lúc nãy em bắn chết một tên mũ cối, chắc chắn là lính cấp cao. Trận địa chúng ta gần nhau như vậy, anh không thể không thấy. À, tôi nhớ ra rồi, đội cái mũ cối phải không? Đúng, dáng người ốm ốm phải không? Để tôi nghĩ thử. Khu Hưng Văn chính là tên khu chốc đầu Khu Hưng Văn bắn chết em trai cậu đó. Là tên đại đội trưởng đầu hàng bọn tôi hả? Đúng. Khu chốc đầu bắn chết em trai cậu, xong thì chạy về hướng nam. Khu Hưng Văn. Đúng, Khu Hưng Văn. Khu Hưng Văn. Du Thành Sơn có khí phách, tôi thích. Chỉ cần chúng ta giáo huấn hắn cho tốt, sẽ có ảnh hưởng lớn đến đám tù binh. Tôi đồng ý. Kháng chiến 8 năm, Bắc Lộ chúng ta vẫn chuyên đánh du kích, thiếu kinh nghiệm đánh trận địa và đánh lô cốt. Lần này đánh Bình Dương rất vất vả. Nói thật thì chất lượng quân sự của Quốc Dân Đảng mạnh hơn chúng ta đó. Binh lính của họ đều trải qua huấn luyện tác chiến rất nghiêm khắc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Anh xem thử đoàn chúng ta đi, tiểu đội khu, đại đội huyện đều từng người già. Đa số binh lính của chúng ta hôm qua còn ở trong thôn, nay đã giác súng ra chiến trường. Nếu muốn đánh được đám phản động Tượng Giới Thạch, chúng ta phải dùng mưu nhiều hơn, cướp những tinh anh của chúng ta về phe chúng ta. Đúng. Lần này từ tù binh đến hơn nửa liên đội của khu Hồng Văn, giáo huấn bọn họ rất quan trọng đối với việc nâng cao năng lực chiến đấu của chúng ta. Chỉnh đốn ngay thôi. Thông báo đội cảnh vệ cùng tôi về Thiết Mã Câu. Rõ. Mạnh Tân, cậu cũng dẫn đội về Thiết Mã Câu bổ sung chỉnh đốn đi. Được. Đoàn trưởng, sao anh lại để trụ tử dẫn tù binh về trại? Tiểu Đinh Tử mới hy sinh, anh ấy sẽ không. Cậu ta dám? Cậu ta làm lính bao nhiêu năm rồi, không lẽ không hiểu quy định? Đoàn trưởng, em trai cậu ấy năm nay mới 16 tuổi. Cái này tôi biết. Nhưng chúng ta là đội quân Đảng Cộng sản, khoan dung đối đãi tử tế với tù binh là quy định rồi. Báo thù riêng không phải tác phong của Bắc Lộ quân chúng ta. Tôi định để trụ tử làm quen với mọi thử thách. Tham mưu Trịnh, lần này chúng ta mạo hiểm lắm đó. Ý cậu là sao? Lữ đoàn trưởng đích thân hạ lệnh ứng cứu một tù binh, sao Du Thành Sơn lại quan trọng vậy? Lữ đoàn trưởng báo tử trọng tình trọng nghĩa, Trịnh Sẹo tôi phục anh ấy. Nhưng nhiệm vụ lần này khó quá. Nói chúng ta tìm tới địa bàn Bắc Lộ quân, khác gì nói đi tới chỗ chết. Bớt nói nhảm đi. Du Thành Sơn là anh hùng của Lữ đoàn 45, là ân nhân của Lữ đoàn trưởng báo tử đó, cũng là anh em giàu sống ra chết với tôi. Nên dù có khó hay nguy hiểm cũng phải tìm, cũng phải cứu. Thiết Mã Câu. Tin chính xác không? Chắc chắn không sai. Đó là sào huyệt cũ của quân Cộng sản. Dị Dũng, cậu nhanh nhẹn đi cùng tôi đi. Được. Cậu cứ ở lại thành Bình Dương tiếp tục nghe ngóng. Đi. Trên
见他老泪轻抚，伤。